Quý anh chị tuổi quý hợi thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi quý hợi sinh năm 1983 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý anh chị đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn và sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi quý hợi sinh năm 1983 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi quý hợi chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi quý hợi hiệu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi quý hợi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngày sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Tử vi tuổi quý hợi, sinh năm 1983, tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, là tuổi con lợn, thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn theo thuyết phật giáo người tuổi quý hợi được phật a di lạc ban trí tuệ phật thích ca ban phúc họ có số vinh hoa quyên tước thông minh tài trí văn hay võ cũng thông nếu sinh được giờ tốt thì quan trường khá được hưởng bổng lộc dồi dào nhà cửa khang trang tuổi quý hợi là người lương thiện biết kính trọng người trên thương yêu kẻ dưới họ là người đức độ lòng dạ thẳng ngay cứng cỏi không dễ nhún nhường. Người có tính cách tự tôn, tự chủ, tự lực. Trong hạnh phúc một số không mấy tọa nguyện, vợ chồng thường khắc khẩu, nếu số không lành thì dễ thay vợ, đổi chồng. Tuổi này nên giảm phần tính cách để có gia đình bền lâu, yên ấm. Tuổi quý hợi thường tự lập về công danh, cuộc sống, không được nhờ cậy anh em thân tộc. Nhà cửa có thể phải thay đổi vài lần nhưng họ có nhà cửa khang trang, bề thế. Còn cái đủ đầy, khá giả, đông đúc. Tuổi này thời nhỏ khỏe mạnh, tráng kiệt, hoặc hay ốm yếu, có số gặp thủy nạn nên cần cẩn thận khi gặp sông nước, sông sâu, nước nóng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp Tử vi tuổi quý hợi, sinh năm 1983 trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão, đầu tháng sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khó khăn nên vận trình công việc tương đối thuận lợi ngoài ra sự nghiệp cũng gặp thất xác là hung tin chủ về quyền uy về những việc được gánh vác nếu không gánh vác được rất dễ bị đổ vỡ hoặc bạn sẽ phải nhờ tới người có kinh nghiệm giải quyết thì mới ổn thỏa xem tử vi tháng mới cho thấy vận khí trong tháng có thuận có nghịch các hôn song hành nhưng nhờ có các tin là chính quan chiếu mệnh nên người tuổi quý hợi chỉ cần hành sự thận trọng suy tính kỹ càng và có kế hoạch cụ thể có ý chí quyết tâm đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng thậm chí còn vượt mong đợi người tuổi quý hợi có đầu óc kinh doanh nhưng cũng khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản trừ khi người khác có đầy đủ lý do và thuyết phục được họ một cách tuyệt đối nếu không họ sẽ không bao giờ chịu mở hầu bao của mình đường công danh sự nghiệp của họ khá hanh thông thường nhờ vào sự giúp đỡ của người khác mà thu được những thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi quý hợi cũng thích đi đây đi đó, nên họ thường tham gia vào các ngành như du lịch, vận tải, hàng hải, phóng viên, công tác ngoại giao, một số người khác làm giáo viên, luật, hoặc viết lách văn chương. Lĩnh vực thủy hải sản, quán ăn khách sạn cũng có thể đưa họ tới sự thành công. Những người sinh năm quý hợi dễ giàu có lớn về mặt tài vận. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, đầu tháng vận tài chính của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 sẽ có một khoản làm ăn, đầu tư nào đó bị người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp tranh mất. Trong tháng này cũng có ngũ hành Đế vượng tỏa cung mệnh, người tuổi Quý Hợi sẽ gặp thuận lợi, khi được thần lộc bảo hộ, chủ có tài, có lộc, cuộc sống sung túc, đủ đầy nhưng cũng yêu cầu mệnh chủ phải vận động nhiều, chăm chỉ thì mới có được tiền bạc trong tay. Đây là tinh tú, đem tới cho người tuổi quý hợi có cảm giác vừa có tiền, vừa giàu có, nó cũng khiến con người ta trở nên coi trọng tiền bạc hơn, biết cách chi tiêu hơn. Ngoài ra, người tuổi quý hợi cũng thể hiện một tinh thần kiên cường, vững chắc, tạo nền móng tốt, có khả năng quản lý doanh nghiệp và đoàn thể, cá tính có phần hơi phẫn nộ không giỏi giao tiếp nhưng lại được mọi người kỳ vọng, quan hệ xã giao rộng, tài lộc đủ đầy. Nhưng trong tháng này, người tuổi quý hợi cũng nên tránh chuyện vay mượn về tiền bạc hay các vấn đề liên quan đến kiện tụng, pháp luật, rất dễ mất mát, thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi hợi cuối tháng 3 âm lịch, vận tài lộc phụ thuộc khá nhiều vào chính hai đôi bàn tay của bạn, bởi gánh nặng từ công việc đưa ra rất lớn khiến người này phải vác trên mình con số lớn hơn bạn tưởng tượng việc kinh doanh buôn bán thu lợi nhuận cứ ngày một dồn ép nếu có thể dùng bản lĩnh và lòng kiên cường để vượt qua thì vận tài lộc của bạn sẽ được nở hoa rực rỡ bên cạnh những thuận lợi thi người tuổi quý hợi cũng gặp phải tiểu hao là hung tin gây họa trong tháng này chủ tiểu nhân quấy rối gây hao tài mất mát tiền bạc tiền kiếm được nhưng nếu không biết giữ tiền thì cũng sẽ bị phá tài gây hao tán tiền của. Về mặt tình cảm Về phương diện tình cảm, tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, lúc này chuyện tình cảm của người tuổi quý hợi lại đang có điềm báo gặp xấu. Kiếp tài tỏa vượng địa, người này lại thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãn, cá tính xấu bột phát, tự mình gây ra những tranh cãi với người thân, bạn bè. May mắn trong tháng có hồng loan các tin trợ mệnh, ý chỉ quan hệ vợ chồng tâm đồ ý hợp, tình cảm lứa đôi thú vị, vận tình cảm tốt. Người độc thân thì có thể thoát cảnh FA, nửa còn lại đáng tin cậy, đáng để cho bạn dựa dẫm, tình cảm ổn định, cuộc sống hiền hòa, đôi khi có xảy ra chút mâu thuẫn thì cũng nhanh chóng giải quyết. Và trong tháng 3 âm lịch này, có nhất bạch tham lang, đào hoa tinh bay vào hướng Tây Nam, tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi giữa không gian thoáng đẳng, gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để luôn giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc em đẹp nhé. Về mặt sức khỏe. Người tuổi quý hợi, sinh năm 1983, tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Về phương diện sức khỏe cần thuận theo sự thay đổi của tiết khí, chú ý các bệnh về cảm cúm, lây lan theo mùa. Với tinh thần lạc quan, tích cực cũng sẽ giúp bạn giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, trăn trở và luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc, nhiệm vụ được giao để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Người tuổi quý hợi hãy luôn nhớ là cần rèn luyện thể dục, thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn, thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra bản mệnh tuổi quý hợi cũng không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và thức quá khuya, dậy sớm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng, hệ miễn dịch kém, dễ sinh ra bệnh tật lâu khỏi. Hướng giường ngủ cho tuổi quý hợi, sinh năm 1983, chuẩn phong thủy, có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tài lộc và may mắn của gia chủ. Hướng giường ngủ tốt cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Gia chủ nam tuổi Quý Hợi 1983 nên đặt giường ngủ tại các hướng Tây Nam sinh khí, Tây Bắc thiên y, hướng Tây Diên Niên và hướng Đông Bắc phục vị. Gia chủ nữ tuổi Quý Hợi 1983 nên đặt giường ngủ tại các hướng Tây Bắc sinh khí, Tây Nam thiên y, Đông Bắc Diên Niên và hướng Tây phục vị giải thích. Hướng sinh khí, đây là hướng tốt nhất trong phong thủy bát trạch, mang đến nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ. Hướng thiên y, cải thiện sức khỏe, giảm trừ bệnh tật, giúp gia chủ có giấc ngủ ngon và luôn gặp được nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Hướng diên niên, giúp gia chủ tăng thêm tuổi thọ và cải thiện các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Hướng phục vị, giúp gia chủ củng cố sức mạnh về mặt tinh thần mang đến những tiến bộ, may mắn trong công việc. Hướng giường ngủ xấu cho tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Gia chủ nam tuổi quý hợi 1983 không nên đặt giường ngủ tại các hướng đông nam tuyệt mệnh, hướng bắc ngũ quỷ, hướng đông lục sát, hướng nam họa hại. Gia chủ nữ tuổi quý hợi 1983 không nên đặt giường ngủ tại các hướng đông tuyệt mệnh, hướng nam ngũ quỷ hướng đông nam lục xác và hướng bắc họa hại. Giải thích, hướng tuyệt mệnh, đây là hướng nằm xấu nhất theo quan niệm phong thủy. Gia chủ nằm hướng này sẽ gặp phải nhiều tai ương, vận xui trong cuộc sống. Hướng ngũ quỷ, gia chủ gặp phải nhiều vấn đề lôi thôi trong cuộc sống, dễ rơi vào tình cảnh khốn khó, tài chính eo hẹp, mất việc làm. Hướng lục xác, hướng giường này chứa nhiều nguy hại tới cuộc sống gia chủ ảnh hưởng tới tình duyên vợ chồng, sự nghiệp không tốt. Đặc biệt gia chủ nam tuổi 1978 nằm hướng này thường không lo làm ăn hay rượu chè, cờ bạc. Hướng hòa hại, gia chủ nằm hướng này sẽ thường xuyên gặp phải những thị phi không mong muốn, gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Vâng, kính thưa quý anh chị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch. Năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị tuổi Quý Hợi sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ Vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.